không nhớ ai xin trước hả? Dạ, thấy là mẹ em không nhớ rõ, bây giờ là tắm rưỡi hay 9 giờ đó thôi. Ồ. Không nhớ 8 rưỡi hay 9 giờ đúng không? Dạ, dạ. Trong cả 9 giờ 5 phút thôi là xong. Không biết nó làm ra trước à? Dạ, thấy là lúc đó mẹ con Trần cũng nhớ rõ mà xưa lúc này kìa. Thế à? Trần không, dạ, không lấy, rõ lắm à. Lấy vợ chưa? Dạ, chưa rồi. Chà, nhà có mấy anh chị em? Dạ, có mình em với lại em gái em thôi. Một trai một gái nữa à? Dạ, đúng rồi. Mà là, em làm nghề gì? Dạ, em hồi xưa là anh làm bây giờ mới chỉ có một bánh sản năm nay à. Ờ, thế còn cậu kia thì làm nghề gì? Dạ, em thì nó mới là trường này, nó mới là trường cuối năm. Đứa sinh đôi. Tưởng đứa sinh nào sinh đôi cơ mà. Dạ. Em có sinh đôi không? Dạ không ạ. À, có nghĩa là bây giờ em chỉ là ra số, chỉ là trước 9 giờ hay là sau 9 giờ thôi đúng không? Rồi, 8 rưỡi 9 giờ. Ngày xưa học trường nào? Dạ, xưa thì học trường Nhật Phú ạ. Ủa, mà học cấp 3 hay là học đại học ạ? Đại học ấy. Dạ, đại học kia thế nhận rồi. Chỗ Di Tơ, thì trường Di Tân đó rồi. Em là con trưởng có gia đình luôn đúng không? Đúng rồi. Thế vậy là em sinh từ 8 rưỡi đến 9 giờ là đúng rồi. Dạ. Làm nghề xây dựng đúng rồi. Giao thời gian làm nghề xây dựng rồi, bởi vì thân cư tại Bạch có liêm phá mà. Dạ. Ừ, em này em xuất sắc rồi, vì tham vũ đồng hành tại cung này mà lại gặp hóa quyền hóa lộc tả phù hiếu bật chiếu lên, thân lại có hóa khoa nhị hợp thì giỏi lắm. Như là công mệnh của em có sao vũ khúc ấy mà miếu địa và tham lam miếu địa, nói nên là em là một người rất là thông minh, lại thêm hóa quyền tại mệnh ấy là một người sớm uy quyền, lại có hóa lộc tài mệnh nữa là một người có kỹ năng buôn bán rất là giỏi. Yeah. Ờ, cung thiên di thì có tả phù hữu bật là hai cái sao rất là đẹp chiếu vào cung mệnh của mình, nên là ra ngoài hay giúp đỡ người khác và hay được người khác giúp đỡ và có nhiều quân cán quân quyền nhá. Yeah. Cung quan lộc của em có sao tử vi thất sát nhưng rất tiếc nó gặp tuần nên là hơi chậm chức sắc quan lộc và chưa được ổn định về nghề nghiệp. Yeah. Em hóa khoa nằm cung điển trạch gặp thiên cơ thiên lương miếu địa nên là em là một người có rất nhiều kiến thức về bất động sản, nhiều kiến thức về bất động sản lắm. Lần này thì em chuyển sang kinh doanh bất động sản là rất ổn đấy, bởi vì những người mà vũ tham đồng hành có hóa lộc hóa quyền này thì thầy theo dõi thì đều kinh doanh bất động sản đều tốt cả. Dạ, nhưng mà ta thấy nó mà chưa được như thế này, nói chung là không có dư này. Dạ, lúc này lúc không thôi. Bởi vì năm ngoái của em ấy là năm ngoái nhá, là năm em 28 tuổi âm, nó rơi vào cung quan lộc có tử vi thất sát nhưng mà lại gặp sau tuần đóng, hiểu không? Nên là mọi việc nó sau tuần đóng là nó vẫn cái sau tuần nó gây cản trở cho công việc của em. Và cái gì nhiều cái vốn lớn lắm, gần tới nơi rồi nó bị mất. Vì nó cản trở về mặt công việc của em nên là làm cái gì cũng tiền trở hậu thành, chưa được thành công lắm nhá. Sang năm là năm 2017 của em ấy là rơi vào cung điền sản, có thiên lương thiên cơ hóa khoa lộc tồn đấy cũng chiếu vào, nhưng mà nhớ rằng sang năm cũng sau tuần đóng nhưng mà cái hiệu lực của sau tuần sang năm nó sẽ giảm đi 4 lần. Nghĩa là sang năm là năm tới em thuận lợi hơn rất nhiều. Là bây giờ hiện tại là bây giờ em đang làm bất động sản rồi. Đúng rồi. Và em cũng đang hướng là làm thêm kinh doanh nữa, là không biết có thuận lợi không thầy? Thuận lợi, bởi vì em vừa làm bất động sản vừa kinh doanh tốt. Rồi em cắt cái kinh doanh với lại người yêu em với lại. Được. Được. Sang năm thấy có sao hồng loan, bóng hồng loan trong cung điện sản đấy rồi. Mà sau này cô vợ nó giàu lắm đó. Vợ nó là thần tài đấy nhá. Cô là thiên phủ ấy. Nhưng mà hay dỗi lắm nhá. Dạ.
Hơi cái là dỗi thôi. Sao Thiên Phủ là thế? Nhá. Là số này thì cùng vợ rất là đẹp, hai vợ chồng hai sau này tốt lắm. Ủa mà sao em đã thấy cung mệnh em đã có đi không, còn cung tài em đã có đi kiếp nữa thì sao này đang có dòng không phải? Hai cái sao đấy nó chỉ phá mình thôi, nó làm cho lúc có rồi lại mất, có lại mất nhưng mà vẫn giàu. Bởi vì hai cái sao vũ tham hóa lộc quyền của em nằm ở đấy thì khiến cho mình giàu có lắm. Cung tài bị hãm, nhưng mà cái cung tài bạch bị hãm thì cái thì lại làm những cái việc khó mới kiếm được tiền, hoặc là buôn bán hơi mờ ám một chút thì có được tiền. Ví dụ như là buôn bán, ví dụ môi giới đất không qua sàn chẳng hạn thì là hơi mờ ám một tí thì lại kiếm ra tiền. Em làm những thứ mà thẳng băng ra là kiếm được ít tiền. Cha mẹ thì Thái Dương cự môn gặp trẻ này là dễ, là cha mẹ sẽ không đoàn tụ với nhau cuối đời đâu nhá. Nghĩa là các cụ không được, sẽ có một người mất sớm hoặc là phải chia tay nhau. Đúng rồi, sao phục binh cô thần hóa kỵ âm sát long thần này nó đóng vào đấy, dễ sau này bố sẽ bị mất sớm. Bố em thôi à? Còn mẹ thì lại kình dương tại ngọ nên là cũng nguy hiểm. Nên là gia đình em là sau này ba mẹ là nếu mà cứ ở với nhau thì sẽ có một người sẽ đi sớm đấy. Mà sang năm nhà em có tang đấy. Sang năm nhà em là 27 có tang. Ý là trong họ là trong căn mà em không ạ? À? Tang gần gần đấy. Còn em về sao rồi? Em của em à? Dạ. Trong lá số này thì thấy quan hệ anh em với nhau sau này cũng bình thường, không có xuất sắc lắm. Có sự trao đổi với nhau về tiền bạc nhưng không nhiều. Em nó kiểu nó giống như kiểu lập dịch gì thôi, tại vì nó không giỏi lắm, nhưng mà nó ít chi tiết sống với người ngoài đó. Kiểu mà nó chỉ ham học với lại nó phải học xong là thì cái công việc là đi học, chứ nữa thì học lên chứ không có thì không muốn giao lưu với mọi người. Kiểu như hôm nào sẽ đăng ký xem riêng cho cô đi về lá số của cô có vấn đề về phần âm. Dạ, thế này coi em là sinh ngày 10 tháng 3 này. Em sinh tháng tự là em sinh 9 giờ này. Em sinh 9 giờ trước 9 giờ. Dạ, tức là em sinh ngày 10 tháng 3 năm 9 giờ 9 giờ sáng hả? Rồi, hôm nào đăng ký đi Dũng thì thầy xem cho, hôm nay xem cho em trước 1203. Dạ. Mình sẽ phải lần lượt chứ các bạn ấy đang đông lắm. Hôm dạ, nay mới dành. Có cần lưu ý gì nữa không thầy? Có lưu ý một việc nữa là em có một cái chòm sao rất xấu nằm ở cung thân, cũng như là mệnh thì thông minh nhưng mà thân ấy là cứ liêm phá nên là sẽ cuộc đời nó rất là thăng trầm. Nghĩa là mệnh tốt không bằng thân tốt, mà thân tốt không bằng phúc đức tốt. Cung phúc đức của em ở đây là tương đối ổn thôi nhá, vẫn có địa không chiếu thì vẫn chưa tốt lắm. Rồi đại hao nằm cung phúc đức cũng chưa tốt lắm đấy, và thiên tướng gặp triệt ấy cũng không tốt lắm cho cái sao. Thiên tướng rất sợ sao triệt ở chỗ tay. Không sợ tần triệt nhưng sợ sao triệt, bởi vì thiên tướng chính là cái mặt của mình ấy, cái mặt này này. Sợ sao triệt là ăn sẹo, vết sẹo rồi ngã, đập đầu ống đường. Dạ. Ừ. Thiên tướng bao nhiêu tuổi thì em có thể pháp luật được rồi? Em là có một cái mối họa nguy hiểm nhất về mặt pháp luật là năm 45 tuổi. 45 tuổi à? Đúng rồi. 45 tuổi có thể phá sản, 45, 46, 47 là phá sản nhá. Là cái họa lớn nhất của cuộc đời em. Thế còn từ giờ đến năm 35 tuổi, à năm 44 tuổi thì em sẽ kiếm được rất nhiều tiền nhờ làm ăn với người vợ tương lai. Vợ tương lai là thần tài đấy, thiên phủ đóng cung vợ mà, cô kiếm tiền rất xuất chúng đấy. Em cũng bán được lắm rồi. Đúng rồi. Vì sao thiên phủ nằm ở đây là kho tiền mà.
Đa số em phải giàu có nhờ vợ cùng kết hợp. Đấy, còn em là có mệnh có sao quan phủ tăng môn kình dương địa không kia cũng là rất cái sao đây, là những cái sao cũng hơi xấu, nó nằm ở cung mệnh, nó khiến cho mình hay bị thương tật, hay bị thương tật. Đấy, và sau này khắc khắc cả mẹ vợ nữa. Ờ, em với mẹ vợ khác nhau đấy nhá. Và cái đại vận của em từ 25 trở ra thì rất ổn. Đấy, 35 trở ra cũng ổn nốt. 45 trở ra thì hơi trục chặt một chút. Nhá. Năm sau nữa. Khi nào mà mới vợ được thầy? Em nên cưới vợ năm 29, 30, 31. Cô sinh lại. Thật ra lấy vợ hay không thì người ta xem tuổi của vợ chứ không xem tuổi chồng. Nhá, nên là lúc nào đăng ký xem cho người yêu thầy xem cho và chọn cái tuổi tốt để lấy cho cô, lấy chồng cho tốt nhá. Xây nhà thì lấy tuổi chồng, mà cả vợ thì mà lấy nhau thì cưới nhau thì phải lấy xem tuổi vợ nhá. Dạ. Ừ. Em có bị kêu mà. Không, cũng để trạch em không vấn đề gì. Dạ. Em chỉ lo cho cung mệnh thôi. Mệnh có tứ quan tang môn kỳ dương thì nguyệt địa không, thân có địa kiếp. Thì để sau này để thuận lợi nên cải mệnh bằng cách là di cái sao địa không địa kiếp ra khỏi thân mệnh đi, thì cuộc đời em nó sẽ bớt thăng trầm đi. Dạ, làm sao mà cho nó ra được vậy? Người ta phải di cung hoán số. Dạ, nghĩa là sao ạ? Người ta phải cúng để di cái sao ra khỏi mệnh của mình. Là em cúng ở nhà em rồi ạ? Không, cúng nhà em xong cúng được. Là em ra thầy cúng là cho em không ạ? Đúng rồi. Dạ. Ví dụ như cha xem là em nợ cái gì, xong rồi cúng trả nợ cho em nhá. Dạ. Đấy, thì rồi em mới cuộc đời nó sẽ bớt thăng trầm đi, bởi vì ai cũng cái nghiệp quá khứ ấy, khi mình trả được cái nghiệp đấy thì mình sẽ bị bớt cái trục trặc đi, hiểu không? Dạ, hiểu không? Em ấy là nợ về tào quan, là em nợ 77,000 tào quan, 28 quân kinh, nhớ chưa? Và cái đấy phải nộp tại kho 3 tào quan tính cao tư quân, em phải nộp như thế. Nghĩa là em sẽ nợ 77,000 tiền. Như là trong cuộc đời em ấy, nếu em trả được nợ tào quan thì em sẽ bớt mất cái tiền vô duyên vô cớ đi. Dạ, đúng rồi, em thấy là nó bao nhiêu nó cũng mất hết. Đúng nó, rồi. Thì như nó có người xử em tiêu cho nó cũng phá hết rồi. Đúng rồi, nên là em phải hóa giải ngay cái việc tào quan đi nhá. Có nghĩa là do cái nợ kiếp trước của mình chưa trả được cho người khác, nên là các quan ấy cứ lấy tiền của mình để trả cho người kia. Dạ. Thì bây giờ mình biết rồi thì mình xin trả trước. Mình xin trả trước đi, cho nó nghiệp nó nhẹ đi và mình đỡ mất đi, nhá. Yeah. Đấy là người ta, đấy là phương pháp để cải vận mệnh đấy. Yeah. Được chưa? Xong rồi xin di cung hoán số để sao địa không với địa kiếp nó đừng nằm ở thân mệnh nữa. Người ta bảo là mệnh không thân kiếp là số ăn mày mà. Nghĩa là nó làm cho là cuộc đời lúc lên lúc xuống, lúc có lúc không. Yeah. Đấy là những thứ cần phải hóa cải nhá. Yeah. Rồi. Em đăng ký tiếp với Dũng đi để xem cho người yêu là một này, em gái là hai, để xem họ có phần âm việc âm thì không, hóa giải cho họ nhá. Dạ dạ. Ờ, và xem cái tuổi lấy nhau hợp nhất là phải xem tuổi vợ nhá, ngày tháng năm cưới là thầy phải xem tuổi vợ thì mới luận ra được. Dạ. Thì chọn một cái ngày tháng năm đẹp nhất để cưới thì sau này cuộc sống vợ chồng nó tốt hơn. Dạ hiểu rồi. Ừ. Còn cái này chắc có thầy có ghi âm lại nữa nha. Thầy có ghi cả hình luôn. Dạ. Yeah. Hôm nay máy ghi âm hỏng nên thầy ghi hình thầy gửi cho nhá. Dạ yeah, dạ. Yeah. Rồi, bây giờ thầy gửi luôn cho nhá. Lát nữa thầy gửi cho. Dạ yeah, dạ. Yeah. Rồi xin chào. Dạ yeah, cảm ơn thầy. Ừ.